Ôi, xong rồi. Mẹ không mua thiệp cho con ngôn tình này rồi. Ôi mẹ ơi. Anh không thương em nữa, anh không còn yêu em nữa, anh chỉ tặng hóa ra xong trách nhiệm thôi. Anh là ai? Anh đi ra đi. Alo chị Thảo à? Có phải chị Thảo không? Chị Thảo ơi, mua cho em ít thiệp được không? Thiệp gì cũng được, mua đi, cần lắm rồi nhá. Mua hộ nhá. Ok, bye bye. Với nhẹ nhàng muốn được tri ân hay đơn giản là muốn được gửi tặng cho người mình yêu thương một tấm thiệp ý nghĩa mà không biết chọn tấm thiệp nào cho đẹp, thì đây sẽ là giải pháp cho mọi người. Đây nhá, các bạn tải cái ví Apota về lần trước mình có review á, mở ra chọn vào mục tặng quà. Ở đây anh em sẽ có đầy đủ các thiệp như Merry Christmas này, chúc năm mới, chúc mừng sinh nhật, vân vân và vân vân. Nếu như anh em muốn, hoàn toàn có thể dùng những hình ảnh của bản thân để thay thế tấm thiệp kia bằng những thao tác đơn giản và dễ dàng. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn ảnh của mình này, cho nó viết ra những câu chúc đáng yêu kiểu như là: nếu anh em có người yêu tên là Trang chẳng hạn, em biết vì sao anh thích đeo khẩu trang không? Vì anh muốn em lúc nào cũng trên môi của anh. Còn nếu anh em muốn đặc biệt hơn một chút thì ngay ở dưới sẽ có tính năng tặng tiền đầy ý nghĩa. Người ta thường nói con gái thời nay chỉ mê tiền, điều này là hoàn toàn nhảm. Vì con gái nào cũng phải thích tiền đâu, người ta còn thích kim cương này, thích vàng bạc, nhà lầu xe hơi, thích cả credit các kiểu. Nếu bảo con gái thích tiền không thì hơi bị bậy. Ngoài ra Apota còn có tính năng vay tiền. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. Ôi ơi, người ta vừa mới review xong lại bắt chước ngay lại tình cảm thế, gửi chèm các kiểu. À, em có biết cái vụ gì không? Sao anh? Thằng này dùng mà không biết. Bây giờ là gửi cái lời chúc bằng Apota nhá. Đây còn có cả đây này. Có cơ hội du lịch Hàn Quốc sáng, trúng được iPhone 10. Còn đen quá như chú, tôi biết thừa mày đen đừng hỏi rồi. Thì cũng được xem CGV miễn phí nhá. Nói chung là tổng trị giá quà tặng phải tầm là 100 củ. Đó. Nói chung là to lắm, gửi tiếp đi. À, kiểu gì cái gì cũng trúng đúng không anh? Nên mà gửi thì đến vài chục em đi. Bắt cá là phải bắt theo lưới, đừng có bắt hai tay. Ủa, ôi nhưng mà anh ơi, hình như vừa nãy anh review có tính năng vay tiền đó đúng không? Cho em vay tí đi, gửi nhiều á, tốn. Tao có ít tiền án tiền sự mày muốn vay không? Vay mày, vay du lịch Hàn Quốc. Thích vậy. Cái thằng điên này lầm bầm cái gì á? Em ơi, chúng lại iPhone X nha, xong đi Hàn Quốc người rồi ôi. Máy mày chắc còn chưa cài ví Apota thì tuổi gì mà nói trúng iPhone X rồi đi du lịch Hàn Quốc. Với ví Apota, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không phải chuyện này, thằng có.